À. Chúng ta đuổi theo nó nào. Khoa
thần kỳ, bao dung chúng tớ nào. Bún, cậu nhìn kìa. Bám sát vào phía sau nó. Tàu của bọn mình bị quái vật hút vào trong bụng nó rồi. Lạ thật, sao chỉ có mưa trúng mũi mình vậy? Cậu thật là quá đáng. Thank you.
Thank you.
Mẹ này tiêu rồi Bun ơi. Chào mừng các bạn đã đến với hội thi những quả bí ngô to nhất. Ai là người đoàn cúp năm nay? Các bạn hãy chờ xem. Quả bí ngô của anh em nhà sắp 11 cân. Và đây là nhà vô địch của năm trước. Còn đây là Lu, anh có vẻ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Có điều gì bất ngờ xảy ra không? Và trời, không thể tin được, quả bí ngô của Lu là 50 cân. Vậy là chức vô địch năm nay đã tìm được chủ mới. Úp, úp về, Lu. Có chuyện gì đang xảy ra với quả bí ngô của Lu vậy? Trời. Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Và bây giờ chức vô địch đã thuộc về bỏ Lu. Yeah, yeah, mình bay được rồi. Oh,
Cậu phải giải được câu đố này đã. Trong xa tưởng là mèo, lại gần hóa là chim. Ban ngày ngủ liêm diêm, ban đêm đình bắt chuột là con gì? Là con cú mèo. Đúng rồi, cậu cũng thông minh ra phết nhỉ. Yeah. Giờ chúng mình cùng chơi nhé. Lâu ơi, ở đây cơ mà. Quá, quả ngon quá. Bên đây nè Lâu. Cậu chỉ được cái tham ăn. Chúng mình cùng chơi ghép hình nhé. Cậu nhìn tớ làm này. Để tớ xoay nốt con cú mèo của cậu nha. Ôi ôi không được. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp. Chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong xa. Nắm tay tung tăng đôi vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi. Có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm loài vui.
sao.